Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các con thiếu nhi rất thân mến, chỉ còn ít phút nữa chúng ta kết thúc một năm, và một năm mới dần đang mở ra với mỗi người chúng ta. Một năm với biết bao nhiêu thử thách, gian nan. Tuy nhiên, nếu như bây giờ chúng ta có ai đó hỏi chúng ta, ông, bà, anh, chị, các con, nếu như chúng ta dùng một vài từ hay là một vài câu để mô tả cả một năm qua của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng cái từ gì để mô tả một năm qua của chúng ta? Đâu là cái từ chúng ta sẽ dùng? Hay là nếu như ví cả một năm qua mà chúng ta đã sống như là một bức tranh, một bức vẽ, thì trong cái bức tranh đấy nó có những cái chi tiết nào? Cái bức tranh cuộc đời của chúng ta trong năm vừa qua nó có những cái chi tiết nào? Nếu như ví bức tranh một năm vừa qua của chúng ta và chúng ta được vẽ, thì chúng ta thấy có cái gam màu nào là cái gam màu chủ đạo, gam màu sáng, tích cực, hay là gam màu tối với những cái nét buồn. Kính thưa cộng đoàn, con xin dành ít phút này để cùng với cộng đoàn chúng ta cùng nhìn lại một năm vừa qua dưới khía cạnh giống như là một bức tranh cuộc đời mà Chúa đã cho chúng ta là những cái người họa sĩ, và chính Chúa cùng với chúng ta đã vẽ nên bức tranh cuộc đời của mình trong một năm vừa qua. Có lẽ thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng khi mà nhìn lại cái bức tranh cuộc đời của chúng ta trong một năm vừa qua, thì chúng ta đều thấy rằng trong cái bức tranh đó có những cái gam màu, hoặc là có những cái nét vẽ nó không thực sự được tươi sáng. Có những cái nét vẽ nó thể hiện cái sự hoảng hốt, bối rối, lo âu, sợ hãi. Có những cái gam màu nó thể hiện cái sự chết chóc, tang thương, chia ly. Con xin được điểm qua một vài cái sự kiện mà có lẽ tất cả chúng ta ở đây đều ít nhiều đều có kinh nghiệm và chia sẻ. Cái gam màu tối, cái gam màu của buồn, của thương, của chia ly ấy, chúng ta thấy nó được tóm lại trong những cái từ, thí dụ như dịch bệnh. Ai trong chúng ta đều có kinh nghiệm. Nó được tóm lại trong cái từ thí dụ như cách ly. Không biết quý ông bà và anh chị em ở đây có người thân của mình trong những tháng năm vừa qua có ai phải đi cách ly hay không? Năm vừa qua có thể được tóm ở trong cái cụm từ, đó là mất mát,
mất những người thân rất gần với chúng ta. Hay là năm vừa qua cũng có thể được vẽ bởi cái nét đó là gì? Thưa, đó là cái nét bao nhiêu ngàn người tháo chạy về quê, trong đó có những người thân của chúng ta, có những người cùng quê hương với chúng ta, họ đã không trụ lại nổi ở thành phố sang trọng bậc nhất này và họ phải tháo chạy về quê. Hay là cái nét vẽ được vẽ nên bởi mất việc, bởi sự giãn cách xã hội 3-4 tháng vì đóng cửa ở trong nhà. Hay là cái nét vẽ trong năm vừa qua được vẽ bởi cái sự nhà thờ trống vắng, có nhiều nơi linh mục dâng lễ một mình, không có ai, không có giáo dân tham dự. Thưa cộng đoàn, đó là một vài cái nét vẽ mà chúng ta có thể đều đồng ý với nhau. Và chúng ta ít nhiều khi nhìn về một năm vừa qua, chúng ta đều kinh nghiệm cái điều ấy. Và cái điều ấy nhiều khi nó rất là gần, nó đụng chạm đến chính đời sống của chúng ta, nó đụng chạm đến công ăn việc làm của chúng ta, nó đụng chạm đến người thân của chúng ta. Nhưng tuy nhiên, kính thưa cộng đoàn, đó có phải là cái nét vẽ duy nhất của chúng ta trong năm vừa qua hay không? Cái gam màu tối, cái gam màu buồn của chia ly, của đau thương, của mất mát, có phải là cái gam màu duy nhất ở trong cái bức tranh của chúng ta trong một năm vừa qua hay không? Thưa cộng đoàn, con tin và con nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều trả lời rằng không. Cái bức tranh của chúng tôi, của bản thân tôi, của gia đình tôi trong năm vừa qua có thể có những cái nét buồn như thế, nhưng đó không phải là tất cả. Vì sao vậy? Thưa, vì trong cái bức tranh trong năm vừa qua của tôi, của gia đình tôi, của làng xóm tôi, của giáo xứ tôi, nó còn nhiều cái nét tích cực, nhiều cái nét tươi sáng, nhiều cái nét dễ thương. Và những cái nét đó nó mới là cái nét chủ đạo khi mà bản thân tôi nhìn về một năm vừa qua. Con xin lấy thí dụ một vài cái nét tươi sáng, cái nét tích cực mà chúng ta có thể nhìn lại để cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Thí dụ như chúng ta có thể nhìn về cái tình liên đới ở trong suốt một năm vừa qua, mặc dù có khó khăn đó, mặc dù có giãn cách xã hội đó, mặc dù có những cái chia ly đó, nhưng mà chúng ta thấy một trong những cái điểm sáng đó là cái tình liên đới, cái tình người nó được thể hiện rất rõ nét. Con tuy ở xa không có được về đây trong suốt một năm vừa qua, nhưng mà qua thông tin liên lạc thì con thấy thí dụ như ở nơi đây, giáo xứ của chúng ta thấy có biết bao nhiêu cái hoạt động, tuy không được cử hành thánh lễ, tuy không được tụ họp đông người, nhưng mà chúng ta lại thấy biết bao nhiêu cái hoạt động khác đầy cái tình liên đới, đầy cái tình thương. Và nơi đấy chúng ta thấy được cái niềm hy vọng, nơi đấy chúng ta thấy được cái gam màu tươi sáng, không có ảm đạm, không có chia ly, nhưng mà chúng ta thấy nơi đấy là tình yêu, nơi đấy chúng ta thấy có cái sự liên đới. Và sâu xa nhất, kính thưa cộng đoàn, ngang qua cái sự liên đới, chia sẻ, giúp đỡ nhau ở trong những tháng ngày khó khăn vừa qua, thì chúng ta thấy một cái nét rất rõ, đó là Chúa vẫn đang hiện diện, Chúa vẫn đang sống một cách cụ thể ở trong đời sống của từng cá nhân chúng ta, của từng gia đình chúng ta, của giáo xứ chúng ta. Chúa vẫn đang dùng những bàn tay, những con người, những quả tim, những khối óc để đến, để cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng đi với chúng ta ngay trong những cái khó khăn, thách đố của đời sống. Và đó chắc chắn là một cái gam màu của tươi sáng, đó chắc chắn là một cái gam màu, một cái nét vẽ đầy tích cực, đầy hân hoan, đầy hy vọng. Và chúng ta khi nhìn lại một năm vừa qua, chúng ta chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về điều ấy. Và kính thưa cộng đoàn, xuất phát từ một cái kinh nghiệm như thế thì chúng ta được mời gọi ngày hôm nay khi quy tụ với nhau ở nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
tạ ơn Chúa vì những cái liên đới, vì những cái yêu thương, vì những cái sẻ chia và về cả cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta được ngồi đây, được mạnh khỏe, được hiện diện với nhau, được lắng nghe nhau, được nhìn thấy nhau, được cùng cầu nguyện với nhau, đó là một ơn rất lớn Chúa ban cho chúng ta và nhiều ơn lành khác. Bởi thế chúng ta hãy dâng lời cảm ơn Chúa vì cái sự tươi sáng đấy, vì cái niềm hy vọng, vì cái niềm tin mà Chúa vẫn đang đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Và ước chi thưa cộng đoàn, chúng ta không để cho những cái nét vẽ nguệch ngoạc, những cái nét vẽ của sự hoảng hốt, của bối rối, của chia ly chi phối cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy để cho những cái nét vẽ tươi sáng, tràn đầy yêu thương, tràn đầy lạc quan, tràn đầy tin tưởng, tràn đầy sự liên đới chi phối và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Một năm cũ dần khép lại, một năm mới đang mở ra cho mỗi người chúng ta. Như lời dẫn đầu của cha chủ tế, chúng ta cùng gói gọn tất cả một năm vừa qua với những vui buồn, với những chia ly, với những mất mát, với những khó khăn. Chúng ta gói lại, dâng lên Chúa tất cả. Và chắc chắn ở trong Chúa thì ngay cả những cái khó khăn, cái thách đố, những cái sự mất mát mà chúng ta kinh nghiệm trong năm vừa qua, trong Chúa không bao giờ là uổng phí. Trong Chúa không bao giờ những cái điều ấy là cái sự vô nghĩa. Chúng ta tin rằng trong Chúa thì mọi sự đều có ý nghĩa và mọi sự đều sinh ích cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hướng về một năm sắp tới, một năm đang mở ra với chúng ta. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng ta cái niềm tin, cái niềm hy vọng, cái tình yêu thương ấy. Và xin Chúa giúp cho chúng ta bước vào một năm mới sắp đến vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Xin Chúa cho chúng ta bước vào một năm mới với một cái tinh thần như thế, với một cái sức sống như thế, với một cái niềm tin như thế. Để rồi dù năm mới khó khăn có thể vẫn còn đó, dù năm mới thách đố có thể vẫn còn đó, nhưng xin Chúa cho chúng ta luôn luôn được bình an, được bước đi cùng với nhau, được bước đi cùng với Chúa trong một năm mới với sự tin tưởng, thánh thiện, yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.